Thưa quý vị và các bạn, cũng trong sáng nay, cùng với các đoàn đại biểu của cả nước, đoàn đại biểu của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình do đồng chí Nguyễn Thị Thanh, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu đã vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại nhà tang lễ quốc gia số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội. Cùng tham gia lễ viếng Chủ tịch nước có đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đồng chí nguyên là thường trực tỉnh ủy qua các thời kỳ. Các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đại diện Văn phòng tỉnh ủy, Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo huyện Kim Sơn và xã Quang Thiện. Trong niềm xúc động tiếc thương, thay mặt đoàn đại biểu của tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh đã kính cẩn đặt vòng hoa và dâng hương trước di ảnh và linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Vòng hoa mang dòng chữ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình kính viếng. Để tỏ lòng biết ơn và kính trọng đối với vị nguyên thủ đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, các đại biểu trong đoàn đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người con ưu tú của quê hương Ninh Bình. Tiếp đó, các đại biểu đã đi vòng quanh linh cữu để vĩnh biệt Chủ tịch nước, chia sẻ những mất mát đau thương đối với gia đình, thân quyến. Trước anh linh của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình nguyện kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, đất nước, đoàn kết, thống nhất một lòng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, ra sức phấn đấu thực hiện thành công sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ đi trước đã giao phó. Quyết tâm xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với niềm tin và những lời căn dặn của Chủ tịch nước, sự kỳ vọng của nhân dân. Những hình ảnh, sự cống hiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang luôn sống mãi, khắc ghi trong lòng Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình.